quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết đang diễn biến phức tạp, là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát, trong đó có bệnh tay chân miệng đang gia tăng. Tính đến nay, huyện Phú Tân đã ghi nhận 230 trường hợp mắc tay chân miệng và 34 ổ dịch. So với cùng kỳ năm trước thì số ca mắc bệnh tăng 39% và số ổ dịch tăng 62%. Trước tình hình trên, các trường mầm non, mẫu giáo công lập và tư thục trên địa bàn huyện Phú Tân đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống bệnh tay chân miệng, đảm bảo sức khỏe, điều kiện cho trẻ học tập. Năm học này, trường mẫu giáo Phú Thạnh, huyện Phú Tân quy động 344 trẻ tham gia học tập, trong đó có hơn 80 trẻ ở bán trú, nên công tác phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm ở trường học luôn được ban giám hiệu quan tâm, bởi đây là lứa tuổi nhỏ, các em chưa có ý thức tự bảo vệ mình. Cùng với đó, bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Chính vì vậy, nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trẻ khi đến trường. Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, và đặc biệt là đối với phụ huynh học sinh. Hướng dẫn trẻ là rửa tay sạch sẽ, rồi chăm sóc trẻ, đặc biệt là giữa đồ dùng đồ chơi, dụng cụ học sinh ở trong lớp, để cho trẻ chơi một cách là an toàn. Mình theo dõi học sinh chặt chẽ, nắm bắt kịp thời các cái trường hợp mắc bệnh, và mình sẽ áp dụng 6 cái nguyên tắc bảo vệ sức khỏe là ăn chín uống chín, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, tắm rửa thường xuyên, sử dụng và bảo quản nước sạch, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải đúng theo quy định. Bên cạnh đó, các giáo viên còn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Zalo nhóm, trao đổi trực tiếp với phụ huynh trong giờ đón trẻ và trả trẻ, khuyến cáo phụ huynh không nên đưa trẻ đến lớp khi có các dấu hiệu mắc bệnh nhằm tránh lây lan sang cho các bé khác. Nhờ vậy, phụ huynh phối hợp tích cực cho giáo viên trong phòng bệnh cho trẻ, an tâm hơn khi gửi trẻ đến trường, giúp giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Hiện nay thì mưa nhiều và nước thì đổ nữa, do đó là thường hay xảy ra các dịch bệnh. Ở lớp em thì em cũng là giáo dục cháu lồng ghép vào tiết học, thì để dạy cho cháu biết là cách rửa tay sạch sẽ, vệ sinh thân thể, và em cũng là liên hệ với các bậc phụ huynh trên Zalo hoặc là trực tiếp và tuyên truyền cho phụ huynh biết về cách phòng bệnh cho cháu và để cho cháu khỏe mạnh đến trường chăm ngoan. Các em nhỏ thì khi đến trường thì phụ huynh rất là lo lắng về cái tình trạng mà bệnh tay chân miệng, nên phụ huynh cũng được các cô và trạm y tế của xã đến tuyên truyền. Các cô có gửi trong Zalo nhóm để cái cách phòng tránh dịch bệnh cho các em. Thì khi đến trường thì được các cô quan tâm, trường lớp thì cũng sạch sẽ nên rất là an tâm gửi các bé đến trường. Tại trường mẫu giáo Phú Bình, xã Phú Bình, do là trường nằm trên địa bàn có tình hình dịch bệnh tay chân miệng tăng nhiều nhất hiện nay ở huyện, nhất là kể từ khi bước vào năm học mới 2023-2024, các em học sinh tập trung đến trường là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh này lây truyền. Đã có các ca bệnh ghi nhận ở trường mẫu giáo, do đó ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã xây dựng kế hoạch bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Hiện đầu năm đến giờ là trường cũng có 6 ca mắc tay chân miệng rải rác ở các lớp. Thì trước tình hình đó, nhà trường cũng chủ động phối hợp với lại trạm y tế của xã có xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh học sinh về cái bệnh tay chân miệng như sốt xuất huyết và đau mắt đỏ. Khi mà trẻ đến trường thì giáo viên phải kiểm tra trẻ trước khi vào lớp, kiểm tra tất cả trẻ trước khi vào lớp. Nếu như phát hiện là trẻ có nóng sốt, nổi bóng nước tay hoặc là chân chẳng hạn, hay là mắt có đỏ, thì cho trẻ đi về để mà phụ huynh đưa đi khám bệnh. Và nếu như mà khi mà đi mà trẻ đang học ở lớp mà giáo viên phát hiện có hiện tượng là trẻ mắc bệnh thì giáo viên báo ngay cho ban giám hiệu và nhân viên y tế của trường để mà đưa trẻ lên phòng y tế để kiểm tra. Huyện Phú Tân hiện có 20 trường mầm non, mẫu giáo công lập và 4 trường tư thục với hơn 8.000 học sinh. Để chủ động phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế lây lan trong trường học, ngay từ đầu năm học, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân và ngành giáo dục đào tạo huyện đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng phòng bệnh tay chân miệng ở trường mầm non, mẫu giáo. Theo đó, các trường thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn đồ chơi và đồ dùng học tập tối thiểu 2 lần một tuần theo quy định của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế huyện Phú Tân cũng đã phối hợp với trạm y tế xã thị trấn và ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền,
và thành lập đoàn giám sát công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh trong trường học. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh nhằm kiểm soát và phòng tránh hiệu quả dịch bệnh tay chân miệng trong trường học.